Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng thứ sáu ngày 12 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 6 năm 2024, trong đó có một ngày làm thủ tục, 3 ngày thi chính thức và 1 ngày dự phòng. Toàn tỉnh thành lập một hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ tịch hội đồng, tổ chức 26 điểm thi đặt tại 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để triển khai công tác coi thi. Đối với thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, sẽ dự thi tại các điểm thi thuộc huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn thường trú. Đối với thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp, thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh, dự thi tại một trong 5 điểm thi đặt tại thành phố Lào Cai. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm với 10 người mắc, không có ca tử vong. 3 tháng đầu năm, các ngành chức năng đã kiểm tra 2.922 cơ sở về an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó hơn 97% đạt tiêu chuẩn. Xử phạt vi phạm hành chính 60 cơ sở với tổng số tiền gần 200 triệu đồng về các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sơ chế chế biến thực phẩm mà không có các quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm cuối cùng, không lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tiêu hủy gần 200 kg hàng hóa vi phạm, trên 154 lít thực phẩm vi phạm. Các ngành cũng thực hiện giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại sự kiện lớn của tỉnh với 1.771 suất ăn, test nhanh 56 mẫu thực phẩm, kết quả 54 trên 56 mẫu đạt. Đối với các sự kiện test nhanh không đạt, đoàn giám sát đã yêu cầu cơ sở đổi món ăn. Vùng cao biên giới Mường Khương có đặc điểm nhiều sườn núi dốc, khí hậu khắc nghiệt, rất khó khăn cho công tác trồng và phát triển rừng. Vậy nhưng với sự nỗ lực của các địa phương và lực lượng kiểm lâm cùng quyết tâm phát triển rừng của người dân, đã tạo nên vành đai xanh dọc biên giới, đem lại cuộc sống ổn định, ấm no cho nhiều gia đình. Hơn 1 hectare ngô cằn cỗi trước đây của gia đình ông Phùng Văn Bích ở thôn biên giới Ngải Thầu đang dần được phủ xanh bằng hàng nghìn cây thông ma vĩ và cây trầu, hai loại cây lâm nghiệp đa mục đích, thích nghi tốt với khô hạn. Với sự hỗ trợ về giống, phân bón từ chương trình trồng rừng thay thế, trong suốt 3 năm qua, gia đình ông Bích tích cực trồng, chăm sóc để cây lên xanh tốt. Trồng cái cây lâm nghiệp này, thứ nhất là nó có sẽ sinh ra nguồn nước, giữ nguồn nước, không để cái nương nó bạc màu. Trong năm nay thì tôi cũng đã đăng ký là trồng trên 1 ha nữa. Từ hợp phần hỗ trợ trồng rừng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, mỗi năm xã Dìn Chin trồng mới hơn 20 ha rừng. Hàng tuần chúng tôi ra ban thì chúng tôi cũng phối hợp với kiểm lâm để rà soát lại tất cả những cây trồng trên địa bàn xã Dìn Chin là những cây nào phù hợp, những cây nào phù hợp với thổ nhưỡng ở trên này thì chúng tôi sẽ cho cán bộ kiểm lâm là làm tư vấn cho bà con nhân dân để lấy những cây đấy để trồng để phát triển. Cùng với nỗ lực thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ trồng rừng, các địa phương ở Mường Khương còn phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào quản lý bảo vệ rừng. Sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, rồi là cái chỉ đạo sát sao của huyện đưa ra cho các xã là phải ký những cái cam kết về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giao, cộng với các cái chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước thì người dân cũng đã có những cái chuyển biến tích cực hơn. Từ những chuyển biến tích cực về nhận thức trong công tác trồng và bảo vệ rừng, năm 2023, huyện Mường Khương phát triển được hơn 380 ha rừng. Còn trong năm 2024, huyện phấn đấu phát triển 300 ha rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh 300 ha rừng. Phấn đấu đến năm 2025, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện lên trên 46%, tạo nên vành đai xanh dọc biên giới, đem lại cuộc sống ổn định cho nhiều gia đình. Sâu đoan lá quế đang phát sinh, gây hại rải rác tại một số vùng trồng quế của tỉnh như Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên và Văn Bản. Sâu gây hại mạnh nhất trên cây quế 3 đến 5 tuổi, mật độ phổ biến từ 30 đến 100 con trên một cây, cục bộ 200 con trên một cây. Sâu đo ăn trụi lá quế làm suy giảm sự phát triển của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho những loài sâu hại thứ cấp xâm nhập.
ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con cần thường xuyên kiểm tra vườn rừng, phát hiện sớm dịch hại, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ triệt để khi mật độ thấp, sâu tuổi thọ nhỏ, như xới đất, diệt nhộng quanh tán cây quế vào tháng 1 và tháng 8, rung cây để loại trừ sâu, sử dụng bẫy đèn. Khi mật độ sâu gây hại cao có thể sử dụng một số loại thuốc có chứa hoạt chất hóa học để phòng trừ. Hơn 4 năm qua, Trại Nghiên cứu và Sản xuất Giống Nông nghiệp Bảo Thắng, Văn Bàn thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã thực hiện việc nghiên cứu bảo tồn và phát triển nhiều loại cá đặc sản, góp phần đa dạng hóa các loại thủy sản trên địa bàn tỉnh, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2020, Trại Nghiên cứu và Sản xuất Giống Nông nghiệp Bảo Thắng Văn Bàn triển khai mô hình nuôi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen làm vật liệu phát triển giống cá đặc sản với hơn 40 con cá bố mẹ thuộc các loài cá lăng chấm, cá bỗng, cá anh vũ. Trung bình mỗi năm, Trại Nghiên cứu và Sản xuất Giống Nông nghiệp Bảo Thắng Văn Bàn cung ứng ra thị trường từ 30.000 đến 40.000 con cá giống đặc sản. Đơn vị còn chuyển giao kỹ thuật giúp bà con nuôi cá thuận lợi, an toàn. Theo tính toán, khi chuyển đổi từ các loại cá truyền thống sang nuôi các loại cá đặc sản cho giá trị gấp 10 lần, mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi thủy sản tỉnh Lào Cai. Công an huyện Bảo Thắng mới tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết không sử dụng, không tham gia giao thông đối với xe tự chế và vận động người dân tự nguyện tháo dỡ xe tự chế tại xã Gia Phú. Tại hội nghị, hơn 50 chủ phương tiện xe tự chế và các cơ sở sửa chữa xe trên địa bàn huyện Bảo Thắng được tuyên truyền về quy định của luật giao thông đường bộ, đối tượng bị cấm, bị hạn chế sử dụng xe tự chế, đồng thời thành lập tổ công tác tuần tra thực hiện quy định cấm xe công nông, xe cơ giới tự chế 3-4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng, lưu thông trên địa bàn huyện. Ngay sau hội nghị, đã có 6 chủ phương tiện có xe tự chế đã tự nguyện ký cam kết và phá dỡ phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, trường học Hạnh Phúc đã trở thành một từ khóa quen thuộc đối với ngành giáo dục Lào Cai, được đưa vào chủ đề năm học. Ngoài kiến thức, kỹ năng, ở trường học Hạnh Phúc, học sinh sẽ được phát triển toàn diện trong môi trường học tập an toàn, thân thiện và nhiều tình thương, ghi nhận tại thị xã Sapa. Thấu hiểu và chia sẻ là chủ đề của buổi ngoại khóa mới được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thị xã Sapa. Hơn 700 em học sinh đã được lắng nghe diễn giả chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về gia đình, về mẹ, được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn. Nhiều phụ huynh cũng đã có mặt tại trường để tham gia hoạt động cùng các em. Em có thể thấu hiểu và chia sẻ giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa đang được các trường học trên địa bàn thị xã Sapa đẩy mạnh. Với sự linh hoạt sáng tạo, các nhà trường đã có nhiều sáng kiến trong việc đa dạng các hình thức hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp thầy vui, cho hạnh phúc. Qua đó cũng giúp cho học sinh có thêm nhiều kỹ năng sống, hướng tới sự phát triển toàn diện. Nhà trường đã tổ chức rất là nhiều những hoạt động khác để thu hút sự quan tâm cũng như là động viên tinh thần các em để làm sao các em có một cái tinh thần thoải mái nhất khi đến trường. Đúng theo cái nghĩa đó là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Sapa hiện có 60 đơn vị trường học với trên 22.000 học sinh. Nhằm xây dựng trường học hạnh phúc, các mô hình trường học du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, mô hình trường đa văn hóa được nhân rộng. Nhiều chương trình ngoại khóa được tổ chức, giúp học sinh được trải nghiệm thực tế, tạo hứng thú và tăng tính chủ động, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. Đặc biệt, ngành giáo dục cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống trẻ em bán hàng rong, phòng chống tảo hôn, tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh. Chúng tôi đã quyết liệt chỉ đạo các trường học ấy, và các trường đã vào cuộc, các thầy cô cũng đã ký cam kết với phụ huynh, đã ký cam kết với nhà trường, với xã, và các em học sinh cũng đã nhận thức tình trạng này đã giảm đi rất là nhiều. Năm thứ 3 triển khai xây dựng, các mô hình trường học hạnh phúc của Lào Cai đã rõ nét hơn, nhất là với những mô hình điểm. Không dừng lại ở khẩu hiệu phong trào, việc xây dựng trường học hạnh phúc có sức lan tỏa, huy động được giáo viên, gia đình và xã hội tham gia kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Chuyển sang những tin tức thời sự trong nước. Nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai minh bạch về giá cước vận tải. Cùng với đó, các hãng hàng không cũng phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố công khai giá bán theo đúng quy định. Các địa phương cần kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, niêm yết các thông tin theo quy định, đảm bảo chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, đảm bảo năng lực chất lượng dịch vụ vận tải. Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ được ủy thác và các tuyến đường địa phương quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Trên cơ sở tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa đa dạng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang trở thành cầu nối giữa các vùng du lịch trong cả nước như liên kết các tỉnh Bắc miền Trung, liên kết với thị trường Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, liên kết với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên. Nằm trên trục giao thông thuận tiện, bốn tỉnh đã cùng xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình nhiều trải nghiệm, lan tỏa các thông điệp, Ninh Bình điểm đến thân thiện hàng đầu thế giới, du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa, Nghệ An về miền ví dặm, Hà Tĩnh về Hà Tĩnh người ơi. Tuy nhiên, các địa phương này cũng vẫn cần đa dạng thêm các sản phẩm du lịch, tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường để đưa ra sản phẩm thực sự có chất lượng phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế. Kiểm tra đột xuất 4 nhà mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phạt 3 nhà mạng là Viettel, TMC Telecom, FPT Telecom do chưa thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo. Cụ thể, qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xác định thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác, vận hành hệ thống kỹ thuật ngăn chặn cuộc gọi rác. Tuy nhiên, vẫn chưa triệt để trong việc hướng dẫn người dùng về cách thức chống cuộc gọi rác, cung cấp các công cụ, ứng dụng để phản ánh cuộc gọi rác, chưa thực hiện triệt để biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không nhận quảng cáo, ngăn chặn thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán cuộc gọi rác. Ba nhà mạng cùng bị đề nghị xử phạt hành chính mỗi đơn vị 140 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ 2 tháng đối với các thuê bao vi phạm. Hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Ba Biển lần thứ 9 đã diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva, với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU, nằm giữa khu vực biển Baltic, biển Đen và biển Adriatic. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, an ninh mạng, cũng như trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine. Trước thềm hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Litva đã khẳng định sáng kiến Ba Biển đóng vai trò là một nền tảng chính trị, tạo điều kiện cho sự hợp tác nhằm xây dựng các kết nối mạnh mẽ hơn. Hội nghị lần này cũng có sự tham dự của Tổng thống Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang kêu gọi viện trợ quân sự từ các nước châu Âu. Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã có cuộc họp khẩn theo yêu cầu của cả Ukraine và Nga để thảo luận về các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Phát biểu tại cuộc họp diễn ra tại Viên Áo, Tổng giám đốc IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa khi cho rằng vụ tấn công đã làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực giảm leo thang căng thẳng và tránh mọi hành động vi phạm các nguyên tắc của IAEA. Ông cũng cho biết sẽ thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này vào tuần tới. Trước đó, ngày 7 tháng 4, các thiết bị bay không người lái UAV đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gây hư hại một trong 6 tổ máy phát điện, nhưng không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Hiện chưa xác định bên nào thực hiện vụ việc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 10 tháng 4 cho biết đã giải cứu gần 60 người di cư đang lênh đênh trên vùng biển nguy hiểm ngoài khơi đảo Lampedusa của nước này trong hai chiến dịch riêng rẽ. Chiến dịch đầu tiên được thực hiện ở vùng biển phía đông nam của Lampedusa khi 37 người di cư được phát hiện đang ở trên một con thuyền gỗ. Những người này sau đó đã được đưa về đảo Lampedusa an toàn. Ở chiến dịch còn lại, phía Italy đã phối hợp với Malta để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn một con tàu nhỏ bị chìm trong vùng lãnh hải của Malta. Theo đó, một tàu tuần tra đã giải cứu được 22 người trên tàu gặp nạn và trục vớt thi thể của 9 nạn nhân xấu số. Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu EC,
Mùa cháy rừng năm 2023 ở châu Âu là một trong những đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong thế kỷ này. Các vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 500.000 hectare rừng, lớn gấp đôi diện tích Luxembourg và là một trong những năm xảy ra cháy rừng tồi tệ nhất thế kỷ. Trước đó, châu Âu cũng đã chứng kiến các đợt cháy rừng tồi tệ xảy ra vào các năm 2007, 2017 và 2022. Cũng theo báo cáo trên, cháy rừng trong mùa hè năm ngoái chủ yếu xảy ra ở các nước thuộc khu vực Địa Trung Hải, trong đó lớn nhất là ở Hy Lạp. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm nay, số vụ cháy rừng ở châu Âu cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng khí thải CO2 từ các vụ cháy rừng lên tới 20 megaton, bằng 1/3 lượng khí thải phát ra từ các hoạt động hàng không quốc tế ở EU trong một năm. Chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.